kèm theo hàn miểu một mét năm khoanh tay thân ảnh chậm rãi bước vào sân bên trong húc thần bị dọa đến trực tiếp hóa thân thành kiếm phảng phất bây giờ cái kia thân cao một mét năm một đầu màu băng lam mái tóc còn có một tú ngốc mau đáng yêu hàn miểu là cái hồng hoang hung thú đồng dạng bất quá đối với thời khắc này húc thần tới nói hắn càng muốn đối mặt hồng hoang hung thú cũng không muốn đi đối mặt cái này một mét năm ngốc mau tiểu la lì à chủ nhân nhanh 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 húc thần hai mắt chừng mắt hàn miểu mặt lộ vẻ hoảng sợ bị đánh vô cùng ảm đạm thân kiếm vây quanh vương phong cùng khương hàn tịch điên cuồng xoay tròn bản miểu đếm tới ba chính ngươi ngoan ngoãn lại đây vẫn là chờ một chút ta tự mình động thủ cho ngươi toàn thân lông tóc đều gọt ba hàn miểu đỉnh lấy một túm sáng loáng ngốc mau đứng ở đằng xa cửa viện chỗ nổi giận đùng đùng mở miệng nói hàn miểu cũng không đi động đậy đi vương phong nơi đó liền đặt cái kia giơ lên bàn tay trắng noãn vươn ba số lượng hai một tiếng này âm thanh đòi mạng một dạng âm thanh đều phải đem hóa thân thành tinh thần kiếm húc thần dọa khóc. Một, đếm tới cái cuối cùng đếm, Hàn Miểu chậm rãi thu hồi ngón tay nắm thành quyền, nho nhỏ con thân ảnh biểu lộ hung dữ. Bộ kia liền nóng giận đều là vô cùng đáng yêu bộ dáng, đối người bình thường tới nói không có chút nào một điểm lực sát thương à. Khương Hàn Tịch lúc này cũng nghe thấy Hàn Miểu tức giận âm thanh, trong lòng cũng đoán được hai người bọn họ đoán chừng lại náo mâu thuẫn gì. Vương Phong ôm Khương Hàn Tịch suy tư một chút, vẫn là đưa tay vung lên đem hóa thân thành tinh thần kiếm húc thần thu hồi không gian chữ vật bên trong lại không thu lại lời nói vương phong thật có chút sợ đang giận trên đầu hàn miểu sẽ đem tinh thần kiếm một kiếm chém thành hai đoạn cửa viện chỗ hàn miểu nhìn thấy vương phong tay thu hồi tinh thần kiếm một màn tức khắc tức giận đến chừng lên đầy người tức giận ánh mắt thời khắc này hàn miểu trực tiếp tại chỗ liền hồng ấm nắm chặt hai tay nắm đấm thở phì phì căm tức nhìn vương phong phảng phất sau một khắc hận không thể nhào tới đối vương phong ngực đi lên một cái trọng kích tựa như ngươi ngươi thu hồi nó kia bản miểu liền đánh ngươi đỉnh lấy một túm ngốc mau hàn miểu cảm xúc rất rõ ràng có chút kích động nắm chặt nho nhỏ cái nắm đấm hướng về vương phong một cái thuấn bộ vào tới ân khương hàn tịch tựa hồ cảm nhận được hàn miểu muốn đánh vương phong quyết tâm hơi hơi chuyển qua đầu nhìn qua chỉ là nháy mắt đầu đội lên một túm ngốc mau hàn miểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hung giữ bộ dáng liền bị định ở cách đó không xa không thể động đậy Lần này Hàn Miểu càng thêm tức giận lên đầu, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng hướng về bọn hắn, thật là đáng ghét à. Chủ nhân, ta chỉ cần hút thần. Ngốc mau Hàn Miểu tựa hồ cũng không nghĩ tới chủ nhân cũng hướng về bọn hắn. Trong lúc nhất thời hốc mắt dần dần đỏ lên, lời nói dần dần từ phẫn nộ trở nên ủy khuất. Nếu là không biết, còn tưởng rằng Hàn Miểu là muốn tại ác độc chủ nhân trong tay cứu húc thần đâu. Nhưng kỳ thực thượng lại là hoàn toàn tương phản, bây giờ Hàn Miểu hận không thể đem húc thần cho từ trên cao đi xuống cho bổ. Khương Hàn Tịch trông thấy nàng bộ dáng này hơi hơi sừng sốt một chút, chuyển qua gương mặt xinh đẹp nhìn về phía Vương Phong, ý bảo phu quân để nàng xuống. Ngươi đối nàng làm cái gì, có thể làm cho nàng tức giận như vậy? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, này đều cho hài tử ủy khuất thành dạng gì? Vương Phong êm ái buông xuống Khương Hàn Tịch, đồng thời đỡ lấy nàng vai ngọc, ở trong lòng có chút im lặng đối tinh thần kiếm chất vấn. Ta, ta liền nhìn xem nàng té xỉu thời điểm, khuôn mặt mềm mềm non nớt, không có nhịn không được liền há mồm hút từng cái. Vương Phong nghĩ, khá lắm. Hợp lấy húc thần này kiếm đồ chơi lại đi nắm chặt hàn tam thủy đồ chơi kia ngốc mau chốt mở. Mà lại nắm chặt nàng ngốc mau cũng coi như, lại còn há mồm hung hăng ba tức. Một ngụ khuôn mặt của nàng. Người tốt xấu bồi dưỡng một chút tình cảm hôn lại à. Mới gặp mặt hai lần, ngươi liền trực tiếp liền lên miệng gặm. Vương Phong trong lòng gọi là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận ở trong lòng giáo huấn lên húc thần cái này não tàn kiếm. Nếu như Húc Thần cùng Hàn Miểu thật có tình cảm lời nói, Hàn Miểu bị ba tức sau trở ngại mặt mũi, đoán chừng cũng liền đánh một trận mắng vài câu. Đây là Vương Phong trước chín thế bên trong Từ Khương Hàn Tịch nơi đó không ngừng thử lỗi cho ra kinh nghiệm à, này đều là lấy mạng nhô ra tới kinh nghiệm à. Bây giờ Húc Thần ngược lại tốt, hắn là đến ăn rồi, nhưng mà những phiền toái này chuyện lại muốn hắn tới xử lý. Vương Phong nhìn về phía bị định ở nơi đó, hai con ngươi đã ảm đạm xuống, thân sắc ủy khuất vừa uất ức Hàn Miểu. Miểu Miểu phu quân kiếm đến cùng như thế nào ngươi rồi. Khương Hàn Tịch thử chính mình đi lại hai bước, chuẩn bị cố nén đau đớn thần sắc tự nhiên hướng Hàn Miểu đi qua. Nhưng mà nàng vừa mới di chuyển bước chân, quạnh quẽ bình thản thần sắc không khỏi hiển lộ ra một tia đau khổ. Một màn này không khỏi đem Hàn Miểu thấy trong lòng căng thẳng, thậm chí liền húc thần khi dễ nàng sự tình đều cơ bản quên. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Hàn Miểu đang gọi xong câu nói này đi sau hiện tự thân cấm chế cũng bị buông ra, vội vàng nện bước bộ pháp chạy hướng Khương Hàn Tịch tại hàn miểu trong lòng nhất 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 trọng yếu chính là chủ nhân khác mặc kệ sự tình gì tất cả đều xếp tại chủ nhân đằng sau không có không có việc gì khương hàn tịch sắc mặt có chút xấu hổ loại sự tình này nàng tự nhiên không thể để cho hàn miểu biết cho nên liền cố giả bộ chấn định đứng lên có phải là hắn hay không khi dễ ngươi hàn miểu hung dữ nỗ lên mũi ngọc tinh xảo bộ kia muốn cắn người bộ dáng phảng phất sau một khắc liền muốn đối vương phong cánh tay cắn một cái đồng dạng khương hàn tịch trầm mặc một hồi gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng cũng càng rõ ràng, bây giờ nàng cảm giác bản thân bên tai cùng khuôn mặt nóng hổi vô cùng. Dù sao, phu quân cái chủng loại kia khi dễ, hẳn là cũng tính toán. Khi dễ à? Không có. Không có. Khương Hàn Tịch mặc dù bị vương phong khi dễ, nhưng cố giả bộ chấn định đáp lại một tiếng hàn miểu. Mà lại hắn yếu đuối thon thả thân hình còn tận lực bảo hộ lấy vương phong, không biết còn tưởng rằng Khương Hàn Tịch nàng là du nâu. Ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy sinh khí? Khương Hàn Tịch cưỡng ép đè xuống trong lòng xấu hổ cảm xúc, âm thanh một lần nữa trở nên quạnh quẽ, bị Vương Phong đỡ bả vai hướng về Hàn Miểu hỏi một tiếng. Nói chuyện đến cái này, Hàn Miểu tựa hồ lại nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, giận chừng mắt ngập nước đôi mắt tức giận mở miệng. Hắn chuôi này phá kiếm, lại cũng dám thừa dịp ta té xỉu thời điểm hôn ta mặt. Khương Hàn Tịch nghe vậy ngơ ngác một chút dưới, tựa hồ cũng không nghĩ tới Húc Thần lại đem Hàn Miểu cho thân. Không, chuẩn xác hơn tới nói, hắn là cắn, đem má phải của ta làm cho tất cả đều là nước bọt. Nói chuyện đến nơi đây, Hàn Miểu rõ ràng biểu hiện ra đặc biệt ghét bỏ thần sắc, còn nâng lên tay áo cổ tay điên cuồng lau sạch lấy phấn nộn má phải trứng. Vương Phong cùng Khương Hàn Tịch lúc này cũng theo nàng lau địa phương nhìn lại, hai người không hẹn mà cùng đều bị kinh sợ. Khá lắm, đây con mẹ nó đều cho hút ra dấu đỏ tới rồi. Ngươi xác định ngươi cũng chỉ hút từng cái, ngươi quản này gọi từng cái. Vương Phong nhìn xem Hàn Miểu gương mặt bên trên khối kia đặc biệt rõ ràng dấu đỏ, ở trong lòng khiếp sợ đồng thời lại yên lặng cho húc thần dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Phu quân. Lúc này Khương Hàn Tịch quay đầu mở to xinh đẹp hai con ngươi nhìn về phía Vương Phong nhẹ nhàng mà hô một tiếng, tựa hồ là muốn nhìn xem hắn ý nghĩ. Ngạch, cái này tê. Vương Phong trong lúc nhất thời cũng bắt đầu xoắn suýt, muốn hay không đem tinh thần kiếm vứt ra đầu. Dù sao hiện tại bọn hắn là đối lý một phương à. Nhưng nhìn hàn biểu bộ kia không phải đem húc thần đánh tới tàn phế không thể bộ dáng, trong lúc nhất thời vương phong cũng có chút lộ vẻ do dự cái kia ba nước à ngươi trước bớt giận ta ngày mai lại để húc thần cho ngươi cái bàn giao được hay không vương phong tự biết đối lý ngữ khí cũng thấp rất nhiều mang theo một chút hậm hực mở miệng đáp lại ừm không được gọi ta ba nước ta gọi hàn miểu hàn miểu hàn miểu ngươi lại bảo ta ba nước ta liền cho ngươi miệng xé hừ ngửa mặt lên chứng nhìn xem vương phong cùng khương hàn tịch ngốc mau hai tay bóp lên bên hông căm tức nhìn Vương Phong thở phì phì uốn nắn tên của nàng. Còn có, ta mặc kệ, ta bây giờ liền muốn nó đi ra cho ta, bằng không thì ta, ta liền. Hàn miểu giơ lên tay nhỏ tựa hồ nghĩ nện Vương Phong đùi, bất quá lại bị một đạo ánh mắt lạnh lùng chừng trở về, lời nói cũng ngại lại. Hừ, đỉnh lấy ngốc mau Hàn miểu trong giọng nói tràn đầy không phục khí hừ một tiếng, thân thể lại rất thành thật chậm rãi thu tay về. Ngươi trước bớt giận, đằng sau ta tự mình để húc thần cho ngươi một cái công đạo tốt à, đến lúc đó nếu như không hài lòng nó tùy ngươi xử trí vương phong lại lặp lại một lần cùng vừa rồi lời tương tự ngữ khí trở nên càng thêm kiên định dù sao coi như hàn miểu không hài lòng cuối cùng bị đánh cũng không phải hắn đau lòng dù sao cũng là húc thần cho nên vương phong nói rất là kiên định một điểm gánh nặng trong lòng đều không có ta mặc kệ miểu miểu về tới trước à ta tự mình cho ta phu quân lời nói làm đảm bảo khương hàn tịch hơi hơi đưa bàn tay ra nhìn xem nàng cái kia một nắm ngốc mau đầu đưa tới Hàn Miểu cảm nhận được có người muốn sờ nàng đầu tức khắc sợ hãi rụt rụt là thật là xuất hiện bóng ma tâm lý bất quá tại phát hiện là Khương Hàn Tịch sau Hàn Miểu hơi hơi rụt rụt đầu không có lại có động tác tùy ý Khương Hàn Tịch nhúng tay nhẹ nhàng sờ lấy hừ hừ Hàn Miểu bị Khương Hàn Tịch sờ lấy đầu cái kia túm sừng sững ngốc mau cũng bị ngăn chặn nhu hòa này không khỏi để nàng hơi hơi híp mắt lại thoải mái hừ hảo ta tin tưởng chủ nhân Hàn Miểu tựa hồ bị sờ thư thái, âm thanh mềm mềm nhu nhu, cuối cùng nhẹ nhàng mà đáp lại Khương Hàn Tịch một tiếng. Khương Hàn Tịch thấy thế tâm niệm vừa động, Hàn Miểu trong khoảnh khắc liền biến thành Hàn kiếm thân kiếm về tới Khương Hàn Tịch thần hải không gian bên trong. "Phu quân, như thế nào kiếm của ngươi như thế như vậy?" Khương Hàn Tịch tại giải quyết xong những chuyện này sau, xinh đẹp hai con ngươi mang lên một chút u oán nhìn qua Vương Phong nói nhỏ: "Ha ha, có thể theo chủ à, còn tốt nó không đối Hàn Miểu làm cái gì càng thêm khác người sự tình." bằng không thì ta không phải cho nó tách ra không thể. Vương Phong dơ lên nụ cười, trong lời nói đều là đối tinh thần kiếm chỉ trích thanh âm. Cuối cùng Vương Phong cũng hơi hơi tới gần Khương Hàn Tịch, thừa dịp nàng không chú ý một ngụm hút lại nàng bóng loáng má trái trứng. Ba, theo sau khi một tiếng ba, âm thanh, Khương Hàn Tịch khuôn mặt xuất hiện một cái dấu đỏ nhẹ nhàng gầy trở về, đem nàng chỉnh sững sờ ở tại chỗ. Người ta xem ngươi kiếm khẳng định tất cả đều là theo ngươi học. Khương Hàn Tịch cũng không nghĩ tới Vương Phong vậy mà lại đột nhiên hút khuôn mặt của nàng, gương mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng lại phiền muộn. Nương tử kia ngươi sẽ như Hàn Tam Thủy đánh hút thần như vậy đánh ta sao? Vương Phong hai con ngươi mang theo ý cười nhìn chăm chú lên nàng, Khương Hàn Tịch nghe vậy giơ tay lên đối Vương Phong ngực nhẹ nhàng đập một cái. Ai u? Xong, một quyền này đánh cho ta ra nội thương, nhất định phải ngươi đáp ứng cùng ta sinh con mới có thể đứng lên. Vương Phong phát ra rên lên một tiếng, sau đó một cái tay đỡ Khương Hàn Tịch, một cái tay che ngực một mặt đau khổ mở miệng nói khương hàn tịch hơi hơi lật ra cái tiểu bạch nhãn đôi cái này có chút ngây thơ phu quân đã bất đắc dĩ lại cương chiều. khương hàn tịch nhìn xem phu quân bộ kia giả vờ đau khổ bộ dáng trong mắt mang theo ngượng ngùng cánh môi hơi hơi sạch tới vương phong chỉ cảm thấy tại đau khổ lúc cánh môi bỗng nhiên bị ép chặt một cỗ mềm nhu nhu thơm ngọt cảm giác chuyển đến mà cổ của hắn cũng dần dần bị một đôi mảnh khảnh cánh tay quấn quanh mà lên khương hàn tịch cả người cơ hồ liền kém hai chân treo ở trên người hắn vương phong cũng không mất hứng hai tay phối hợp ôm thượng khương hàn tịch eo thon ở giữa nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng lúc này vương phong đột nhiên cảm nhận được viện tử có người đến bất quá hắn cũng không có để ý tới hôn môi lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài khương hàn tịch thân đến tựa hồ có chút mê mẩn cũng không biết nàng có biết hay không có người tới hoặc là nói cũng là cùng vương phong một dạng không muốn quản mãi cho đến hai đạo thân ảnh kia xuất hiện tại cửa viện vương phong cùng khương hàn tịch vẫn là ôm ở cùng một chỗ phía sau chống đỡ tại trên khung cửa thân đến lửa nóng ta lạc cái đốt lu à ta đi hai tiếng nữ tử tiếng kinh hô vang vọng trong sân trợn to con mắt rung động nhìn qua cách đó không xa thân lửa nóng hai người lúc này khương hàn tịch tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại bối rối từng cái cánh môi chậm rãi buông ra vương phong phu quân lần này còn đau sao khương hàn tịch dùng đến vương phong mới có thể nghe thấy âm thanh khẽ gọi một tiếng sau đó xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào trong ngực hắn không đau ha ha ha. Vương Phong nghe vậy không khỏi cười cười, một cái ôm công chúa ôn nhu ôm lấy Khương Hàn Tịch, tùy ý nàng đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Làm gì đâu hai người các ngươi, quấy giày ta chuyện tốt có biết hay không à? Vương Phong ôm Khương Hàn Tịch một cái lách mình nháy mắt xuất hiện tại Tô Uyển cùng Lãnh Ngưng Nguyệt trước mặt, nổi giận đùng đùng chất vấn hai tiếng. "Đúng, thật xin lỗi, nhưng mà lần này là Băng Tiên giao cho ta nhóm đến tìm Tịch tỷ tỷ, nói là có chuyện quan trọng thương thảo, chính nàng đi không được thân." Tô Uyển âm thanh mang lên một chút ái náy, mà nàng bên người Lãnh Ngưng Nguyệt thì là ôm thật chặt cánh tay phải của nàng, mặt mũi tràn đầy ý cười. Tô Uyển cũng không biết vì cái gì, Lãnh Ngương Nguyệt đi qua mấy ngày nay hiểu rõ, cũng minh bạch nơi này là toàn bộ tiên giới mạnh nhất Đạo Thiên Tiên phủ. Nhưng mà nàng như không có mở miệng đâm thủng, ngủ hoặc là tu luyện thời điểm vẫn là nhất định phải ôm nàng cùng một chỗ. Nói không để nàng ôm ngủ chung hoặc là tu luyện, nàng ngủ không được, cũng an tâm tu luyện không được. Mà Tô Uyển tự nhiên cũng rất vui vẻ đối với cái này ngương ngác ngốc lại tham sống sợ chết muội muội ngốc nàng là tương đương hài lòng nội tâm là càng ngày càng ưa thích bất quá hai người vẫn chưa có làm qua cái gì khác người chuyện chỉ là thông thường rán rán mà thôi liên phảng phất hai người thật sự là một đôi tỷ muội một dạng bất quá này đã để tô uyển rất thỏa mãn cũng không yêu cầu muốn thật trở thành nữ chuyện gì có thể có ta đến nặng nề muốn sao vương phong nhìn lên trên trời còn chưa tan đi tận đại đạo kim quang bản thân cảnh giới sớm đã không biết cường đại đến bao nhiêu hắn giờ phút này sớm đã vô địch, ai dám tới trêu chọc hắn cùng Khương Hàn Tịch, ai liền phải chết. Chờ một chút, băng tiên sẽ không là bởi vì trên trời đại đạo kim quang náo ra động tĩnh, cho nên mới phái người đến tìm nương tử à. Vương Phong nội tâm đột nhiên ý thức được cái gì một dạng, trong lòng tức khắc xuất hiện một cái ý niệm trong đầu.